Một tuần sau trận động đất xảy ra ở bờ biển phía Tây Nhật Bản, hàng ngàn người vẫn không có nước và điện và vẫn chưa biết khi nào kế hoạch tái thiết sẽ bắt đầu. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida xác nhận hôm 6 tháng 1 rằng trận động đất mạnh 7,6 độ Richter đã khiến ít nhất 168 người thiệt mạng và hơn 300 người được báo cáo mất tích. Nhiệt độ 0 độ C, tuyết và mưa dày đặc đã cản trở việc cung cấp hàng cứu trợ, khiến hàng ngàn người bị thiếu nguồn cung thiết yếu. Những người sống sót ở những khu vực tránh được thiệt hại nặng nề nhất, chẳng hạn như Nishigaya, ngôi làng có khoảng 1.000 cư dân gần thành phố Kanazawa, phải ra ngoài lấy nước uống dù trời tuyết. Khi nào việc tái thiết sẽ bắt đầu, khi nào nhà ở tạm thời sẽ được xây dựng, có thể việc này chưa được quyết định, chúng tôi không có thông tin gì cả. Nếu có điều gì đó đã được quyết định, chúng tôi muốn được thông báo. Nếu chúng tôi không thể sống ở đây, thì chúng tôi cần tính đến việc rời đi. Chúng tôi muốn biết thông tin khi nào điều này sẽ diễn ra. Đến khi nào chúng tôi sẽ cần đến để lấy nước và thật khó khi cứ phải đi ra ngoài để đến nhà vệ sinh. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cam kết dành hơn 32 triệu đô la Mỹ ngân sách để tái thiết, nhưng ông cho biết thời tiết khiến cả nỗ lực cứu hộ lẫn kế hoạch tái thiết trở nên khó khăn. Đội cứu hộ hiện đang nỗ lực làm việc dưới trời tuyết. Vì những người đang chờ đợi cứu giúp dưới đống đổ nát và gia đình họ, tôi yêu cầu đội cứu hộ không bỏ cuộc và kiên trì nỗ lực tìm kiếm. Giám đốc cơ quan cứu hỏa Nishireya cho biết, rủi ro lớn nhất là không thể cào tuyết, có thể gây ra thảm họa thứ cấp. Dự kiến sẽ có nhiều tuyết và mưa hơn trong những ngày tới. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.